Rồi hôm nay có nhận mono một cục máy, một chiếc xe Sirius của em ở Gò Công Đông. Thì nhắn Zalo với mình đó là ngày mai là đi sớm, nhưng mà có kẻ hộ tống rồi. Có câu tiễn đưa đưa Phạm Lãi, hộ tống Phạm Lãi về đây. Ngô Phù Sai vậy, cho nên là này Gò Công Đông nha. Bản số phải Gò Công không Trực? Rồi thì này là cái gì, Nano gì tùm lum hết nè. Bác Nano bác. Rồi bây giờ là cục máy này là bị kêu cái gì, bây giờ mình sẽ đề máy cho anh em nghe nha. Thì theo chẩn đoán hồi nãy mình đã nhận xe rồi, thì để mình hai anh em ghé coi. Hai anh em nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ nổ, thì mình đoán là bị dên đó. Mới vừa ré kêu nhẹ thôi. Rồi đồng hồ là đồng hồ độ luôn nha. Đồng hồ chia độ, ghê không, chia độ nhỏ lắm nè. Nghe cái tiếng tách 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 rồi đó, nó đó. Đó lột dên anh em, tua máy rồi dữ dằn. Công tắc động cơ tạm thời luôn nha, chế cũng hơi bị ghê. Nè nghe nè. Đó anh em nghe tiếng dế gái không? Nha. Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ rã máy ra, mình quay lại quá trình chẩn đoán cho anh em xem nha. Đồng hồ Casio nha. Thì Zalo anh em liên hệ cho mình hai số này: 0908 367 591, 0974714942 nha. Rồi giờ tháo dàn áo ra thôi chứ sao giờ. Rồi sửa xe ông Hoàng 1841A Lê Văn Lương, ấp 4 xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi đường Lê Văn Lương nha anh em. Đây là đường Lê Văn Lương nè, đoạn mình là giữa cầu Rạch Dơ với cầu Rạch Tôm, đường Lê Văn Lương, ấp 4 xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo ra để mình sửa thôi. Thì xe này đã thay cổ bô lớn, là gấp cút như là bỏ xử lý khí địch rồi nha. Khí địch mất cái còn cái cục xử lý khí địch nhưng mà bỏ ống rồi. Rồi bây giờ là mở cản nè, xả nhớt nè, tháo bô nè, đá chân đà điểu nè, Yamaha nha. Rồi để mình tháo ra rồi anh quên chạy thử vậy, gắn body vô đi để chạy thử rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo mâm điện ra nha anh em. Tháo mâm điện. Rồi tháo đầu lồng rồi ra. Rồi coi xem là điện như vậy. Bây giờ là mình sẽ cho qua lăng ra, rồi tháo đầu lồng sau cho nó đỡ bị cuốn sinh cam rồi. Dẫn hoài chưa. Rồi nha, bây giờ mình sẽ cảo qua lăng ra nha, lấy chụp đầu dên đàng hoàng trên cái cột, trên cái cột máy giá vỏ. Không đều quá, không đều quá. Nhả bên kia ra. Ủa chưa siết cân trong phải không? Chưa. Dẫn qua lăng lại siết vô. Chiếc gai con 13 thì vô chưa? Rồi, chiếc đó rồi. Rồi
khoai quá em ơi. Qua lăng này khoai quá. Xe này không biết cao nhân nào mà làm máy mà cái thằng lằn nhét dưới đây được. À, lỗ địa đạo không chọt, có chọt lỗ gì hố bơm. Lỗ nhất không chọt, chọt lỗ nhị. Chọt không vô khớp gì hết. Rồi lấy lục giác tháo hai con thi, tháo cái này ra. Rồi thì cái bộ nồi xe này là thấy cũng còn mất tốn đó, mình không làm nha anh em. Cái này là dạng mà mình thấy mình chạy mình thấy ok mình, cho nên là nó chỉ kêu thôi, cho nên là cái nồi mình không làm nha. Đó. Rồi. Làm nói chung là không ăn bẩn nha. Đó. Bình thường á. Thì đối với dòng Sirius này á, mà anh em nào mà lên con tay trái bố thì liên hệ mình nha. Rồi xe này xả nhớt là còn nhiều lắm, còn được khoảng 1 xị. Thôi để cứ ra đi, chút nữa lấy cục tiếp 32 bắn. Làm không? Điện tử nó có cái gì ở trong này? Biết, điện tử nhiều mai gắn luôn đó. Rồi bình xăng thì phải xúc lại, đá trứng cút xúc bình xăng nha. Rồi em nào mà lên xe này mà lên Abiyata á mà bị trái bố liên hệ mình sẽ xin lên qua lăng cho. Thì anh em nào làm máy thôi nha, nếu mà anh em mà xử lý đẹp á mà mới muốn về zin lại mà con tự động là phải rã máy ra nha. Rồi anh em lưu ý là anh em làm zin mà Sirius á là quăng ẹt đồ đó, là Sirius FI gì mà lúc mà tháo ra lần đầu tiên á là qua lăng rất là cứng, anh em phải có chụp đầu zin nha anh em. Nếu mà không có chụp đầu zin này là anh em bị banh cái đầu zin này. Chứ là chiếc ẹt cái chỗ này nó mỏng lắm nha anh em, cái lỗ nó sâu lắm là dễ ta hơn mấy chiếc này nữa. Còn anh em là không tin thôi chứ giờ mình cũng có làm gì được anh em đâu. Dướng cái này sao ra lấy cái nhập. Rồi nha, xúc bắp thì bây giờ là chảo đồ rất là đóng khói nha, xe hao nhớt đó. Rồi bê tông rất nãy là để em anh quay cái bê tông ra. Cái tùng đóng khói dữ lắm anh em, để ra ngoài đi. Rồi bây giờ mình sẽ ra nha, dên rơ rồi nó lắc à. Để mình nắc thử dên coi. Mình nắc dên nè. Rồi. Dên rơ nha anh em. Đẩy cho nó. Đẩy nha. Bê tông bạc là mình sấy lại nha anh em. Rồi. Giờ không biết cốt máy nữa, để chút nữa mài đầu bê tông ra mới biết. Rồi vậy đi. Đó. Rồi lấy lục giác ra luôn này luôn. Chưa có lấy cốt số ra được đâu, nó còn dưới cái chốt kìa. Nó đắp hoài. Lục giác đâu kìa. Chốt. Rồi 90 thì 90. Rồi bây giờ là mình mở cái phe để lấy cái cơ cấu sang số ra nè. Cơ cấu nè. Rồi ra. Ra bánh bơm nhớt luôn đi, lấy cái kìm tháo bánh bơm nhớt ra. Rồi đối với dòng này là khỏi tháo ốc đầu heo số cũng được. Khỏi tháo ốc đầu, nhưng mà riêng Sirius FI là với lại Jupiter siêu nhân là anh em 110 là anh em phải tháo đầu heo số mới ra được nha. Cái bộ số cấp số nó khác nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ dùng kìm bớt phe, kìm thường thôi. Cho nó quay quay cái gì rồi đó.
Rồi đây là cây tờ thiên đũa để cắt Amiga nè. Thì cái mà đầu mà có Roni này là anh em cho nó về bên phía bên nồi nha. Cái đầu mà có Roni này. Còn tại sao thì anh em hỏi mấy kỹ sư nha, mình không giải thích. Rồi xích cam xe này là bị dùng, mình thay xích cam mới thôi, làm máy rồi thay bình xăng con rồi xúc lại nha anh em. Rồi bình xăng con rồi xúc lại. Tháo đầu bò ra coi luôn yên lặng. Rồi giờ mình tháo đầu bò ra coi cam cò đồ các thứ đà điểu nè. Rồi giờ chẻ máy ra nè. Chẻ máy ra trước rồi tháo đầu bò xong. Gõ ra làm quá gắt con quay chẻ máy đừng nói bậy quá đây. Đây quần đúng quần luôn này. Rồi giờ mình rẽ máy ra nha. Rồi nha, thì mình đã rã dên ra rồi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cạo dên ra. Rồi nè anh em, dên nó mới nó rơ nè. Đó, giờ đi ép dên lại cho. Rồi vậy thôi. Rồi thì chiếc xe này là sấy lồng nè, rồi ép dên nè, nồi không làm nha. Rồi sấy xúc bắp đồ và đạn cam rồi thôi. Rồi nha, vậy thôi. Ok, xúc bình xăng đồ lại. Hên quá không lòi tà lông. Rồi có gì Zalo anh em liên hệ mình hai số này nha.